tiên chúng ta được tìm hiểu về xe điện. Vậy thì không biết rằng hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về dòng xe nào ạ? Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là chiếc xe rất mới của hãng Aima. Chiếc xe này có tên là Aima Zeek. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều dòng xe khác nhau. Đa phần là giống nhau về chức năng nhưng lại khác nhau về ngoại hình. Vậy tôi thật không hiểu rằng chiếc xe này có đặc điểm gì khác biệt so với những chiếc xe khác ạ? Đây là một chiếc xe mới và tôi chắc chắn rằng nó sẽ thu hút quý vị và các bạn cả về tính năng lẫn ngoại hình. Còn để biết nó thu hút như thế nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. Điểm thông dụng mà bất kỳ chiếc xe nào cũng có. Vậy, điều gì làm cho chiếc xe Aima Zeek này trở nên đặc biệt? Có những điều để làm nó trở nên đặc biệt. Đó là bộ đèn pha gồm 4 đèn, chia làm 2 cặp hoạt động riêng biệt. Mặt trước của xe này giống như những cái con robot ở trong phim Robot Đại Chiến mà tôi đã từng xem trước đây. Trông rất là hầm hố, chiếu rất là sáng vào buổi tối. Ngoài ra, bên tay trái của xe là có một nút, đó là nút chức năng Silver. Các bạn chỉ cần nhấn vào đây là đèn nháy có thể báo hiệu cho các xe để chúng ta có thể vượt. Một điều đặc biệt, xe khởi động và tắt nguồn bằng một nút, đó là nút Start Stop. Các bạn mở khóa và ấn nút, xe sẽ tự động lên nguồn. Và khi tắt điện, xe sẽ tự động bật chế độ chống trộm. Xe có 3 chế độ đi tương ứng với 3 số từ 1 đến 3, cũng tương ứng với 3 màu, xanh, vàng và đỏ. Màu xanh là số 1, màu vàng số 2 và màu đỏ số 3. Ở số 3, các bạn có thể đi đến 57 km/h. Cùng chế độ Sport giúp các bạn có thể leo dốc dễ dàng hơn. Và đồng hồ của xe cũng được thiết kế một cách rất đặc biệt, như giống biểu tượng người rơi ở trong phim Batman. Và một điều nữa là bạn có biết nhiệt độ ngày hôm nay là bao nhiêu không ạ? Tôi cũng không biết. Cái này thì phải hỏi dự báo thời tiết chứ. Không sao, nhưng rất thú vị là trên mặt đồng hồ của xe có thêm chức năng đo nhiệt độ thời tiết. Và điều cuối cùng là cốp xe. Trong cốp xe được tích hợp một cổng sạc USB và một đèn LED. Đèn LED này giúp các bạn có thể tìm đồ đạc của các bạn ở trong điều kiện ánh sáng yếu. Sao? Bạn thấy chiếc xe này như nào? Tôi đã bị chiếc xe này thuyết phục hoàn toàn. Và tôi nghĩ là tôi sẽ sắm chiếc xe này để đi dạo xung quanh thành phố. Còn bây giờ, tôi sẽ phải đi lượn vài vòng với chiếc xe này đã.